Vitsociology giới thiệu Á hậu Phương Anh, fan quốc tế tròn mắt vì thành tích học tập của cô. Truyền trang sắc đẹp uy tín nhất nhì thế giới hiện nay là Vitsociology đã đăng ảnh và lời giới thiệu ngắn gọn về Á hậu Phương Anh, người sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia Miss International, Hoa hậu quốc tế, vào tháng 11 tới đây tại Nhật Bản. Vitsociology là một trong những truyền trang sắc đẹp nổi tiếng nhất với những dự đoán khá chính thức về các đấu trường sắc đẹp đang diễn ra. Trong cuộc thi Miss Universe, Hoa hậu Hoàn Vũ, lần thứ 69 vừa diễn ra, chuyên trang này đưa ra dự đoán đúng mùng 9 tháng 10 thí sinh lọt vào top 10. Sau khi Miss Universe, Hoa hậu Hoàn Vũ, lần thứ 69 kết thúc, chuyên trang Vitsociology tiếp tục đăng tải các thí sinh của các đấu trường sắc đẹp tiếp theo dự định sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Mới đây, chuyên trang này đã giới thiệu về Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu một Hoa hậu Việt Nam 2020. Phương Anh sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss International, Hoa hậu quốc tế, dự định được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 11 tới. Vitsociology giới thiệu về Phương Anh khá đơn giản, vẻ đẹp thanh lịch của Hoa hậu quốc tế Việt Nam Phạm Ngọc Phương Anh, liệu quốc gia này cuối cùng có thể giành được vương miện Hoa hậu quốc tế, kèm theo những hình ảnh xinh đẹp và đúng chuẩn cực kỳ thanh lịch của nàng hậu. Cuộc thi Hoa hậu quốc tế Miss International là một trong ba cuộc thi nhan sắc lớn nhất trên thế giới. So với các cuộc thi Hoa hậu còn lại, Hoa hậu quốc tế đề cao vẻ đẹp tri thức, khả năng thuyết trình, ngoại ngữ, kiến thức xã hội của các thí sinh. Nhờ thành tích học tập đáng nể, Á hậu Phương Anh được đánh giá là cực kỳ hợp với tiêu chí của đấu trường sắc đẹp này. Ở phần bình luận, người hâm mộ Việt Nam cũng không ngừng giới thiệu về thành tích học tập đỉnh cao của Phương Anh với bạn bè quốc tế. Không ít người hâm mộ quốc tế tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và cực kỳ ngưỡng mộ khả năng ngoại ngữ cũng như trình độ học vấn của nàng hậu. Hoa hậu Hê Mặc. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.